Hello, xin chào tất cả khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Và hôm nay thì trong livestream này mình sẽ giới thiệu với các bạn một vị khách hàng vừa qua DK để thực hiện là combo xóa sửa lông mày. Thì chúng ta hãy cùng giao lưu và làm quen với chị một chút nhé. Dạ, em chào chị ạ. Dạ bạn. Chị có thể gửi một lời chào đến và giới thiệu về bản thân với các bạn đang xem livestream ngày hôm nay được không chị? Xin chào mọi người, tớ tên là Hương. Thì tớ vừa mới thực hiện cái combo xóa sửa lông mày ở bên DK nhé. Dạ vâng ạ. Thì chị Hương có thể chia sẻ một chút là lý do tại sao mà chị lại quyết định đến DK để xóa sửa cặp mày, có là cái tình trạng lông mày của mình trước đây là vấn đề gì ạ? Trước thì tớ cũng có làm điêu khắc rồi ấy, được 2 năm rồi nhưng mà nó bị lệch, với cả cái đuôi nó có bị cụt. Thành ra là không ưng lắm nên là muốn sửa. Là mình đã từng làm điêu khắc là mình không hài lòng với cặp mày cũ không chị? Thì em xin phép sẽ chia sẻ một chút cái hình ảnh trước đây của chị khi mà đến với DK cho các bạn đang xem bên chuyên mình xem chị nhá. Ok. Thì đây là cái hình ảnh của chị Hương trước khi đến với DK. Thì như chị Hương cũng đã chia sẻ, chúng ta có thể thấy là trước đây mặc dù chị làm công nghệ điêu khắc nhưng mà phần lông mày của chị thì chúng ta có thể thấy rất là rõ là cái dáng mày hai bên không được đều nhau, và phần đuôi lông mày thì rất là hụt, làm cho khuôn mặt của chị nó mất đi cái độ thanh mảnh, và cho nên là như vậy là chị không hài lòng. Và hôm nay thì chị đã quyết định là đến DK để thực hiện là xóa sửa cặp lông mày của mình. Thì chị Hương có thể chia sẻ lý do là tại sao chị lại biết đến DK và chị lựa chọn DK là đơn vị để xóa sửa cái cặp lông mày của mình không ạ? Thực ra thì bạn bè với cả gia đình, người trong gia đình ấy cũng làm đây rất là nhiều. Dạ vâng. Đúng rồi. Và cái đợt đấy thì là cũng đã giới thiệu trước khi tớ làm chỗ điêu khắc kia ấy. Vâng ạ. Thì không biết thế nào thì lại nghe ở bên kia đi làm bên kia xong rồi hối hận quá. Nhưng mà vì sợ đau nên là chưa dám đi sửa. Vâng, thế là sau khi là mình cũng đã gọi là một lần có hơi sai lầm một chút về cái lựa chọn đúng không ạ? Nên mình đã quyết định là đến DK. Bởi vì như chị chia sẻ là gia đình và bạn bè của chị đã làm DK rất là nhiều, thì mình đã nhìn thấy những sản phẩm làm ở đây rất nhiều rồi. Vâng ạ. Thì chị ơi, trước khi mà đến DK xóa cái cặp lông mày ấy, thì chị có cái nỗi lo nào trước khi đi xóa sửa không nhỉ? Sợ đau ấy, rất là sợ đau nên là không dám đi. Tại vì thường thường khách hàng qua bên em thì lúc lo đầu tiên cũng sẽ là sợ đau. Thì thường thường chị em rất là lo lắng là xóa laser liệu có bị tổn thương không này, rồi cháy trụi lông mày hay là làm tổn thương vùng da không ấy. Đúng. Thì đấy là cái nỗi lo trước khi đến. Và sau khi đến DK thực hiện thì chị cảm thấy cái nỗi lo ấy của mình có đúng không ạ? Ừ, không đau đâu mà cũng không có vấn đề gì cả ấy. Dạ, vâng. Cảm thấy rất là bình thường thôi. Dạ, hoàn toàn nhẹ nhàng đúng không đúng chị? Rồi. Có là mình được xóa tan luôn cái nỗi lo đấy đúng không ạ? Ừ. Thì chị có thể chia sẻ trong cái quá trình đấy là mình phải thực hiện là mấy lần hút laser để mình có thể có cái cặp mày này không? Khoảng 5 lần đấy. Khoảng 5 lần là mình có thể xử lý hoàn toàn cái lớp mực cũ rồi đúng không chị? Đúng rồi. Và khoảng cách giữa các lần thì nó cũng rất là nhanh, chỉ khoảng tầm 5 đến 7 ngày thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì cái lớp mực cũ của chị thì khá là đậm, cho nên là mình phải kiên trì hơn so với các bạn khác một chút. Và sau 5 lần thực hiện thì xóa, thì hôm nay chị Hương đã có cho mình cặp mày mới. Thì ống kính hãy cùng zoom cận một chút để xem cái cặp mày mới của chị Hương nhé. Thì đây là cái kết quả sau cùng của chị. Thì chúng ta có thể thấy là mặc dù là chị đã từng điêu khắc rồi, nhưng mà sau khi hút thì chúng ta có thể không hề thấy cái dấu vết của một cũ. Và phần đuôi thì lông Master One Minh Vương cũng thực hiện là, bởi vì lông mày của chị hơi hụt đuôi thì Master One Minh Vương đã cam sen cho chị những cái sợi hair chop để phần đuôi, cho cái lông mày nó thanh mảnh và nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta thì có thể thấy là gần như là một lớp mày, coi như là một cặp mày làm trên nền da mới luôn, chứ không phải là cái lớp mày xóa rửa. Chị Hương ơi, thì mình có cảm thấy hài lòng với cái cặp mày này của mình không? Hôm nay làm xong thì tôi cảm thấy rất là ưng ấy. Rất là ưng. Thích lắm. Vâng. Thì nếu mà trên thang điểm 10 thì chị đánh giá cho cặp lông mày là mấy điểm chị ạ? 10 điểm mà. Điểm tuyệt đối luôn ạ chị. Thích lắm. Thích lắm luôn ạ. Thì em mong là với kết quả mà như chị đang hài lòng nhanh nhá, thì chị sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho DK chị nhá. Chắc chắn rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị. Chị có thể bật mí cho các bạn mà đang xem livestream được biết một chút thêm là cái quá trình làm máy ấy thì mình có bị đau không? Không đau đâu. Không đau luôn. Đúng rồi, không đau, không sưng. Đấy thì chị có thể gửi một lời nói nào để cho các chị em đang theo dõi livestream này có động lực đi làm đẹp được không? Thật ra thì làm đẹp ai cũng muốn ấy, nên là nhưng mà căn bản là mọi người hay thường là sợ đau và sợ mất thời gian, nhưng mà thực ra tôi thấy là mất thời gian hay là đau không quan trọng, quan trọng là mặt mày mình phải đẹp. Mà đến đây thì là sự lựa chọn đúng đắn đấy. Là một địa chỉ uy tín, chị em đúng nên rồi. Cân nhắc để đi cây đúng không ạ? Em cảm ơn những chia sẻ của chị Hương nhé. Vậy nên các chị em hãy cùng nhanh tay inbox lên cho fanpage của đi cây để cho mình có để chọn cho mình một lịch làm mày, môi hay mí và được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo.